chừng lúa đứng chừng đàn, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban mơ trắng xinh, cũng là nghe em hát những yêu thương cuộc đời để đại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thấp thỏm lỡ đời. Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh xu con nắng đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới, em trao tôi vòng nhỏ. Ta từ ấy người lính có tha tình, tìm người thương thì hãy qua tháp em sẽ đồng. Em lưng chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban nở trắng xinh, cũng là nghe em hát những yêu thương cuộc xe hoa nao nước nhịp trầm thanh dù còn nắng đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ. Đã từ ấy người lính có tình, tìm người thương thì hãy qua thác hình sẽ gặp một rừng ban nở trắng xinh, một tình yêu ta vỡ nơi núi rừng. Đặc sắc của đến từ chi hội thôn Tân Mải. Và để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu